khi mà mình cảm thấy hạnh phúc thì mình chia sẻ với khán giả, điều đấy thì cũng không có gì làm là sai lắm đúng không? Còn nếu mà để hỏi sâu hơn rằng là hôn nhân sắp tới có đám cưới hay không thì thực sự ngay cả bản thân Hà cũng không có trả lời được câu hỏi đấy. Nên là bộ phim tài liệu sẽ cảm thấy là ui, cuối cùng mình cũng đã vượt qua được dự án mang bầu, cũng là sinh đôi, là một cái dự án mà Hà chưa bao giờ tưởng tượng ra là nó khó khăn đến như thế. Điều thứ hai là cái dự án Love Songs của mình thì cũng may mắn là Hà đã đi qua được và được tạo được cái hiệu ứng đến với khán giả và được khán giả yêu mến hơn. Và cũng có một cái thông điệp gửi tới mọi người, đó chính là dù có mang thai hay là dù như thế nào đi nữa thì công việc cũng là một cái phao mà giúp chúng ta sẽ cảm thấy bớt đi lượt lùi lại này, rồi cảm thấy cái cuộc sống nó cũng trôi qua nhanh hơn để trong cái quá trình mang thai. Bên cạnh đó thì Hà cũng thể truyền cảm hứng được cho họ rằng là một phụ nữ gia đình không có nghĩa là chúng ta không có thể hoàn thành cái sứ mệnh công việc của mình, hoặc là một bà mẹ sau khi sinh thì cũng nên cho phép mình được trở nên bận rộn. Bởi vì như vậy thì sẽ giúp cho mọi người vượt qua được những cái chứng trầm cảm. Bởi vì mình sẽ cảm thấy là sao xã hội vẫn chạy theo một cái guồng quay cuộc sống mà còn mình thì sót lại ở đây. Cái gì vậy? Đúng là cái đấy thì nó không nên nói về bộ phim tài liệu mà nó như là một cái khoảnh khắc chia sẻ về cuộc sống của Hà hơn. Nhưng mà chắc là cũng không còn cái tên gọi nào khác nên là ekip cũng đã quyết định như thế. Thôi thì mọi người cứ coi nó như là một cái món quà mà bây giờ nhìn thấy để thấy rằng là Hà cũng như tất cả mọi người, những người phụ nữ khác thôi. Còn sẽ hẹn ở một bộ phim tài liệu khác, nó sắc sảo hơn, nó đi sâu vào cái công việc hơn. Ở đó thì đáng nhẽ là mọi người sẽ nhìn thấy được là trong kinh doanh thì Hà như thế nào, trên sân khấu Hà ra làm sao, trong phòng thu Hà, nhưng nó sẽ có nhiều những cái khía cạnh khác nhau hơn nữa thì mọi người có thể nhìn thấy. Để tạo cho mình một cái vị trí thì nó không đơn giản một chút nào. Và khi Love Songs đã xong rồi thì Hà chỉ có ở nhà thôi. Mình không biết làm cái gì cho nó hết ngày. Rồi liệu mình có vượt qua được cái tâm trạng, cái trạng thái này bây giờ hay không? Rồi là khi mà mình sinh con xong thì cái cơ thể của mình nó sẽ thay đổi như thế nào? Nó có quay trở lại như bình thường không? Đặc biệt là những người mang thai mà khá lớn tuổi như Hà rồi thì nó có nhiều những cái thứ lo lắng và stress làm cho mình cảm thấy là cuộc sống bây giờ xong mà nó nhàm chán thế này. Trước đây thì sẽ có những lúc mà gặp scandal hay là những cái chuyện không hay thì mọi thứ mình cũng phải dừng lại một thời gian, thì mình cũng sẽ cảm thấy là thôi chết rồi, bây giờ không biết làm sao để mình có thể quay trở lại công việc của mình đây, mình phải làm như thế nào. Thì qua rất là nhiều những cái thử thách trong cuộc sống thì Hà nghiệm ra rằng là mình sẽ không bao giờ ngừng trau dồi bản thân của mình. Mình hãy quan tâm tới những cái điều mà mình phải kiểm soát được, những cái điều mà mình cần quan tâm. Bây giờ mình phải tập luyện này, mình phải trở thành một người tốt hơn này, rồi mình phải có mục đích là sắp tới mình phải ra những cái sản phẩm hay để giới thiệu tới công chúng và thuyết phục được công chúng. Vậy thì cái định đến tiếp theo trong cái sự nghiệp âm nhạc của chị là như thế nào? Hà muốn sôi động hơn, trình diễn trở lại ở trên sân khấu thay vì đã một năm chỉ có ngồi hát thôi. Cái đích xa hơn hiện tại thì thực sự mà nói, Hà đang cân bằng giữa công việc là một nghệ sĩ và một người làm kinh doanh. Nên là đối với Hà, trong nghệ thuật bây giờ Hà có thể tự do bay nhảy những gì mà Hà yêu thích rồi. Hà không bị quá áp lực rằng là nếu tôi không ra sản phẩm thì tôi sẽ đi về đâu. Dù sao Hà cũng đã có những cái lượng khán giả của riêng mình, thì cái chất lượng cần hơn là cái số lượng, nên Hà cũng không bị áp lực lắm cho cái việc là phải làm sao để giữ vững được cái vị trí. Hà chỉ cố gắng cân bằng làm sao mà giữa là một nghệ sĩ và một nhà kinh doanh thì đừng có để cho bất kỳ một cái hình ảnh nào nó bị thụt lùi lại. Khi yêu cần thật lòng đắm say, đừng nghĩ lỗi. Nếu mà ban ngày Hà có những cuộc họp và phải tới công ty làm việc thì buổi tối Hà sẽ không nhận show. Còn nếu mà buổi tối đi diễn thì ban ngày Hà sẽ cố gắng không nhận một cái việc gì để ở nhà chăm em bé. Mặc dù Hà sẽ có rất là nhiều người bên cạnh để giúp, Kim cũng giúp Hà rất là nhiều, nhưng mà Hà cũng rất là muốn có những cái quãng thời gian gần con. Nhưng bên cạnh đấy cũng phải tiếp cận với công việc của mình, phải hoàn thành tốt những cái công việc của mình. Nói chung là cũng khá là nhiều việc để làm, và muốn làm một cái gì cũng phải cân nhắc rất là kỹ.
Tại thì bây giờ Hà đã quay trở lại tập yoga rồi, nhưng mà sang tuần thì Hà mới bắt đầu được phép tập gym trở lại. Thì khi tập gym thì các cái cơ của mình nó mới săn chắc hơn. Còn yoga thì hiện tại đang giúp cho mình dẻo dai trở lại, hơi thở tốt hơn, tinh thần sảng khoái hơn mà thôi. Bây giờ khi mà có con cái thì chắc chắn là mỗi một người sẽ tự ý thức được rằng là sẽ sống một cách có trách nhiệm và có ý thức để cho con cái nó có một cái cuộc sống đầy đủ. Còn về với tình yêu thì đúng là mình cũng được yêu hơn, mình cũng được quan tâm nhiều hơn và mình có một cái trách nhiệm cao cả hơn, thì lúc đấy mình cũng được tôn trọng nhiều hơn. Thì khi mà mình cảm thấy hạnh phúc thì mình chia sẻ với khán giả, điều đấy thì cũng không có gì là sai lắm, đúng không? Khi mà tuổi trẻ thì mình hào thắng hơn, mình đòi hỏi một cái người đàn ông phải thế này phải thế kia hơn. Khi mình trưởng thành hơn á, thì hóa ra là mình cần cái bình yên và những cái sự đơn giản hơn. Thì khi mà mình đơn giản hơn thì mọi thứ nó sẽ diễn ra tốt đẹp hơn. Không hẳn là 100%, nhưng Kim biết Kim phải làm gì để cho người phụ nữ bên cạnh cảm thấy hài lòng, cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và bình yên khi trở về nhà. Khi mà Hà cảm thấy rằng đây chắc có lẽ là cái người đàn ông mà mình mong đợi bấy lâu, thì thôi, nhốt vào. Cũng đúng là khi mà Hà còn trẻ, như Hà đã chia sẻ, thì Hà không có muốn nói nhiều về tình yêu, bởi vì mọi thứ nó có chắc chắn đâu mà mình nói làm gì. Còn khi mà mình trưởng thành và mình cảm thấy xung quanh mình mọi thứ nó chắc chắn hơn, vững tâm hơn, thì lúc đấy mình chia sẻ, để Hà cũng rất là sợ cái chuyện há miệng và mắc quai. Chứ còn với bản tính là một con rất khó chiều như Hà thì yêu anh nào cũng khó chiều, Hà cũng trở thành một con khó chiều như thế. Nhưng có thể là vì Kim quá hiểu Hà rồi nên Kim không có chấp những cái điều đấy ở Hà nữa. Thành ra cái cuộc tình nó nhẹ nhàng hơn. Có phải càng lớn khôn, càng thêm thấy cô đơn. Có những cái bài gọi là bài học dành cho Subel để trở thành một người anh như thế nào. Trong gia đình sẽ có thêm thành viên thì sẽ ra làm sao. Và mình sẽ dạy cho Subel biết quan tâm và chia sẻ nhiều hơn. Và có thể làm từ khi trở thành anh hai thì Subel đã trưởng thành hơn rất là nhiều, không có bớt đi cái sự nhõng nhẽo hay làm Subel đã tự lập hơn. Thành ra Hà cũng rất vui khi đã có được những cái cuộc trò chuyện để giúp cho Subel hiểu rõ hơn. Thì Subel đôi khi cũng hơi hiền, thành ra là để va chạm ngoài cuộc sống thì có những cái khó khăn hay là những lời, ví dụ những cái lời ra tiếng vào, chắc là Subel chưa sẵn sàng để nghe những cái điều đấy hay là những cái khó khăn, thì Subel cũng sẽ còn rất là hiền để đối mặt với nó. Thì Hà lại muốn bồi đắp vào cái chuyện đấy. Hà muốn Subel sẽ mạnh mẽ hơn. Hà muốn Subel sẽ đôi khi phải liều lĩnh một chút trong cuộc sống của mình, với những cái quyết định của mình, và mạnh dạn hơn trong những cuộc trò chuyện với bạn bè hay là bạn của Hà chẳng hạn. Subel vẫn chưa có một cái nhận thức rằng là Subel muốn đi du học hay không. Hà thì muốn ấy, nhưng mà không biết là mình có nỡ xa Subel hay không. Thành ra là hiện tại thì vẫn chưa đâu. Subel mới 10 tuổi và vẫn đang học, bắt đầu sang năm mới lên cấp 2, nên là Hà nghĩ là trong vài năm tới thì mới có được những cái dự định này. Tuổi teenager là một cái tuổi dở dở ương ương và khó mà có thể uốn nắn. Chính vì vậy mà năm nay thì Hà cũng như anh Kim và cái gia đình nhỏ của mình sẽ chuyển sang quận 2 để Hà có thể ở gần trường của Subel hơn. Ở đấy thì mình sẽ theo dõi được sát sao hơn mỗi ngày, để cho Subel cũng có thể tiện đi học hơn, rồi mọi mối quan hệ hay là những cái giờ ngoài trường thì mình có thể theo dõi cũng như là gần hơn với con, để Hà không có muốn bất kỳ một cái điều gì không hay xảy ra. Rồi cũng may là thực sự là Kim như là một người bạn của Subel, nên là có thể có những điều Subel không thể chia sẻ được với bố mẹ, nhưng có thể chia sẻ được với bạn, thì Kim sẽ đóng vai trò là một người bạn. Thì đến thời điểm bây giờ mọi thứ đang là như thế. Có những chuyện Hà chưa kịp biết thì Kim đã biết rồi, bởi vì Subel kể và chia sẻ cùng với Kim. Thì đấy là một trong những điều mà làm cho Hà khá yên tâm.